Phương Anh xin thân mến chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Phương Anh ngày hôm nay. Thì hôm nay sẽ làm về phần interview for Ford Engineer. Thì Phương Anh sẽ chuẩn bị một số câu hỏi và một số câu trả lời. Thì nó cũng không phải là bao gồm hết cái phần tất cả những kiến thức về bao gồm cho Ford Engineer. Nhưng mà Phương Anh hy vọng là với những cái câu trả lời như thế này thì các bạn có thể học thêm và học thêm về từ vựng, kiểu câu và phần phát âm. Alright, so let's get into Questions number one. Tell me about yourself. Cái này thì mọi người đã làm quen rất nhiều kiểu hỏi theo cái ý nghĩa này. Tell me about yourself. Tell me about your background. Hay là introduce about yourself. Alright, câu trả lời. Answer. My name is Nguyễn Trường Giang. My name is Nguyễn Trường Giang. I'm 25 years old. My nationality is Vietnamese. My name is Nguyễn Trường Giang. I'm 25 years old. My nationality is Vietnamese. My nationality is Vietnamese. Alright, câu số 2. Questions number 2. Question number 2. Tell me about your experience as a Ford engineer. Tell me about your experience as a Ford engineer. Trả lời. I have been working with the rank Ford engineer for about 2 years. Ở đây sở dĩ mình sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành tại vì cho tới thời điểm bây giờ trong quá khứ và cho tới thời điểm bây giờ là mình đã làm việc làm máy tư đúng không? Thì cho nên phải sử dụng là thì hiện tại hoàn thành. I have been working with the rank fourth engineer for about 2 years. I have had cơ hội opportunities to work on two ships with multi-nationality crew. Tức là nhiều đa quốc tịch, multi-nationality crews. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé. I have been working with the rank fourth engineer for about 2 years. I have had opportunities to work on two ships with multi-nationality crew. Alright, mình qua câu số 3, question number 3. Why do you transfer to our company? Đọc lại câu hỏi. Why do you transfer to our company? Tại sao bạn muốn chuyển qua công ty của chúng tôi? Answer. This company has a good reputation. Reputation tức là cái tiếng tăm, danh tiếng của công ty á. Good reputation in shipping business. Provide a great working environment. Là cái môi trường new fleets and good salary. Alright, các bạn đọc theo phương Anh nhé. This company has a good reputation in shipping business. Provide a good working environment, new fleet and good salary. Được chưa? Got it? Alright, questions number 4, actually, number 4. Why did you leave your previous company? Why did you?
Why did you leave your previous company? Tại sao bạn đã rời, cái lý do tại sao mà bạn rời hay bạn bỏ cái công ty cũ? Đọc theo phương này, why did you leave your previous company? Trả lời, answer. I would like to invest my time and energy in a company where there would be room for me to grow professionally further in my career. I would like là tôi muốn, invest là đầu tư cái thời gian, my time, energy là năng lượng vào một cái công ty nơi mà có chỗ để cho tôi phát triển. Grow ở đây không phải là lớn lên mà là phát triển về professionally, tức là về cái công việc á, further in my career. Đọc theo phương Anh nha. I would like to invest my time and energy in a company where there would be room for me to grow professionally further in my career. Yay, dễ đúng không? Mình qua câu số 5. Have you worked with a foreign cruise before? Bạn đã từng làm với cái đoàn nước ngoài chưa? Answer: Yes, I have worked with. Cũng là thì hiện tại hoàn thành. Okay. So answer: Yes, I have worked with European, Filipino, Chinese, Indian, Malaysian, etc. Thì câu này coi như là, tức là câu tiếp theo của cái câu vừa nãy á. What do you think about them? What do you think about the foreigners? Mấy cái người nước ngoài, what do you think about them? To me, working with non-Vietnamese crews helped me learn to see things from different views, positive attitude, self-awareness, awareness, as well as cultures, food, and the languages, ngôn ngữ, different views, tức là cái quan điểm của mình, cái cách nhìn của mình, positive attitude là cái thái độ tích cực, self-awareness là cái tính tự giác, as well as culture, bên văn hóa, food là ẩm thực, languages là ngôn ngữ. Đọc theo phương Anh nhá. To me, là đối với tôi, working with non-Vietnamese crews helped me learn to see things from different views, positive attitudes, self-awareness, as well as culture, food, and languages. Part 2 của câu số 6. Vẫn là câu số 6 nhé. Câu số 6 có thêm một phần nữa. I consider myself lucky for those opportunities. I consider myself lucky for those opportunities. Câu số 7 nha, question number 7. Tell me what machineries and equipment you are in charge with the rank 4th engineer. Đọc theo phương Anh nhé. Tell me what machineries and equipment you are in charge with the rank 4th engineer. Okay, as, trả lời, as a 4th engineer, I'll oversee engines, equipment, follow SMS and company's policy. For example, boiler, purifier, main air compressor, loop oil, hydraulic oil, fresh water and seawater system, and more. All right,
As a Ford engineer, đọc theo Phương Anh nhé. As a Ford engineer, I'll oversee. Oversee là giống như cũng là cái mình phải coi á, mình phải có trách nhiệm. I'll oversee engines, equipment, follow SMS and company's policy. For example, boiler, purifier, main air compressor, lube oil, hydraulic oil, fresh water, and seawater system. Have you worked for UMS vessel? Tell me, what does UMS mean? What do you do with them? Have you worked for UMS vessel? Tell me, what does UMS mean? What do you do with them? Answer: Yes, I have. UMS means, or UMS stands for, unmanned, hay là unattended, là không có người á. Unattended machinery space. When the vessel is made of UMS, I must observe strictly, follow the company's policy about UMS, complete UMS checklist accurately. Alright, các bạn theo đọc lại theo Phương Anh này. Yes, I have. UMS stands for unmanned hay là unattended machinery space. When the vessel is made of UMS, I must observe strictly, follow the company's policy about UMS, complete UMS checklist accurately. Okay, so question 8B, question 8B. Did you work with PMS in your last ship? Did you work with PMS in your last ship? Answer: Yes, I have. PMS stands for Plan Maintenance System. I observed instructions from the ship owner, and the system was controlled and managed by computers. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé. Yes, I have. PMS, Plan Maintenance System. I observed instruction from the ship owner, and the system was controlled and managed by computers. Question number 9. Tell me what you know about MARPOL and what you need to pay attention to as an engineer. Đọc theo Phương Anh nhé. Tell me what you know about MARPOL, hay là MARPOL, MARPOL. What you need to pay attention to as an engineer. All right, answer. Trả lời. MARPOL is very important to all vessels around the world. It stands for the International Convention for the Prevention of Marine Pollution for Ships. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé. MARPOL is very important to all vessels around the world. It stands for the International Convention for the Prevention of Marine Pollution for Ships. Ý số 2. Point number 2. MARPOL 7378. Since it came into force in 1973 and later revised là được viết lại nhé, được sửa lại. By the protocol in 1978 ensures là làm chắc ăn that
Shipping remains the least environmentally damaging modes of transport. Này, có một số từ các bạn nên đọc theo này. Revised protocol ensures environmentally. Ok, các bạn đọc theo Phương Anh nhé. Mobile 7378. Since it came into force in 1973 and later revised by the protocol in 1978, ensures that shipping remains the least environmentally environmentally damaging modes of transport. E number three. Number three, MOPO includes six annex. As an engineer, I use MOPO as a guideline, là cái sự hướng dẫn, to protect the environment, especially annex 1, 4, 5, and 6. Các bạn đọc theo Phương Anh lại nhé. MOPO includes, bao gồm, six annex as an engineer, as in. Nếu mà các bạn đọc nhanh, as in, hay là as an engineer, I use MOPO as guideline to protect the environment, especially annex 1, 4, 5, and 6. Questions number 10. Tell me some areas you know. Đọc theo Phương Anh nhé. Tell me some area you know. Answers. Areas, special areas include North Europe, Bắc Âu, Red Sea, Biển Đỏ, Black Sea, Hắc Hải, Baltic Sea, Biển Baltic, Gulf of Mexico. Phương Anh ở gần đây này, Gulf of Mexico. Các bạn vô Gulf of Mexico, các bạn sẽ vô New Orleans. Caribbean, Biển Caribbean, Panama Canal, Kingdom of Panama, Panama, North Sea of China, Biển Bắc Trung Quốc, Mediterranean Sea, Biển Trung Đông, Mediterranean. Ok, đọc lại này, đọc theo Phương Anh nha. Special areas include North America, North Europe, Red Sea, Black Sea, Baltic Sea, Gulf of Mexico, Caribbean, Panama Canal, North Sea of China, Mediterranean Sea. Okay, câu số 11. Have you ever entered SECA line? What is SECA? What are you supposed to do when your vessel enters SECA line? Là bạn đã từng vào SECA, cái vùng SECA chưa? What is SECA? SECA là gì? What are you supposed, bạn nên phải làm gì khi mà cái tàu của bạn đi vào vùng SECA? Trả lời, answer. Yes, I've entered SECA line a couple times, tức là một vài lần rồi, in 2017 and 2018. SECA means sulfur emission control area. We should have to change over from HSFO to LSMGO before entering SECA. Then we switch back from LSMGO to HSFO after exiting SECA. According to MOPO Annex 6, in SECA, we use
LSMGO with the content of sulfur less than 0.1% from main engine, auxiliary engine and boiler. Ok, cái phần chú thích, cái phần dịch ra tiếng Việt thì nằm ở dưới rồi các bạn. Bây giờ đọc theo Phương Anh nhé. Yes, I've entered Zika line a couple times in 2017 and 2018. Zika means sulfur emission control area. We would have to change over from HSFO to LSMGO before entering Zika line. Then we switch back from LSMGO to HSFO after exiting Zika, according to Mobile NX6. In Zika, we use LSMGO with the content of sulfur less than 0.1% from main engine, auxiliary engine, and boiler. Okay, yay! Mình qua câu số 12. Question number 12. Tell me what content of sulfur in HSFO and LSMGO. Tell me what content, tức là cái thành phần á, of sulfur, của sulfur, oxy lưu huỳnh, in HSFO and LSMGO. Thì câu trả lời, the answer is the content of sulfur in HSFO is less than 3.5%. In LSMGO is less than 0.1%. Các bạn đọc theo Phương Anh này. Câu trả lời á. The content of sulfur in HSFO is less than 3.5%. Là ít hơn 3.5%. In LSMGO is less than 0.1%. Alright, câu số 13. Question number 13. When do you have to call the CE to the engine room, chief engineer? When do you have to call the CE to the engine room? Trả lời, in emergency situation such as fire, explosions, and flood. Câu số ý thứ nhất, if damage to or loss of function of a machinery occurs, which may pose a hazard. Pose là giống như là dẫn đến á, may pose a hazard to the safe operations of the vessel. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé. If damage to or loss of function of the machinery occurs, which may pose a hazard to the safe operation of the vessel. Mình qua ý thứ hai. If a malfunction tức là chức năng, còn malfunction tức là nó không còn chức năng nữa, of certain equipment occurs that may cause, thì cần may cause cũng gần giống như là pose ấy. Thì bây giờ mình xài cái này nó theo để cho nó có cái khỏi cần lập từ, damage or breakdown of the propulsion machinery, auxiliary machinery, monitoring system or speed regulating system. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé.
If a malfunction of certain equipment occurs that may cause damage or breakdown of the propulsion machinery, auxiliary machinery, monitoring system, or speed regulating system. Mình qua ý thứ ba. When engineer officer of the watch is in doubt. In doubt tức là không có chắc ăn, không có rõ ràng, không có dám chắc về một cái vấn đề nào đó. When engineer officer of the watch is in doubt. Okay. Question number 14. When you are on watch keeping duty in engine room, what do you need to pay attention to? When you are on watch keeping tức là đang khi nếu bạn khi mà bạn đang khi trong cái nhiệm vụ cái giữ trong gác trong phòng máy, what do you need? Bạn nên chú ý tới những cái điều gì? Câu trả lời: I should keep my eyes close to the fuel oil and lubricating oil level and condition, temperatures or any leakage. Fuel cái level là cái mực dầu á, mực với lại cái điều kiện rồi nhiệt độ và có cái sự rò rỉ gì không. Các bạn đọc theo Phương Anh nhé. I should keep my eyes close to the fuel oil and lubricating oil level and conditions, temperature or any leakage. Also, đây, mình qua cái dấu năm số 2. Also, I need to pay attention to any abnormal engines or machinery noises. Tôi cần chú ý tới những cái tiếng động, tiếng máy không có bình thường á. Ok, các bạn đọc theo Phương Anh nhé. Also, I need to pay attention to any abnormal engine or machinery noises. Noise là số ít, noises là số nhiều. Bullet number 3 là cái dấu chấm thứ 3. Strictly follow company's policy and perform tasks per instruction of CE and master. Là nghiêm ngặt theo cái công ty những cái điều lệ. Bullet number 3 là cái dấu chấm thứ 3. Strictly. Ok. Strictly follow company policy and perform task per instruction. Ok. Rồi các bạn ở đây nè, đọc theo Phương Anh nhé. Strictly follow company's policy and perform task per instructions of CE and master. Câu số 2, put bullet number 4. Report immediately if there would be any issues. Report là báo cáo ngay tức thì. If there would be any issue, nếu mà có cái vấn đề gì á. Report, đọc theo Phương Anh nhé. Report immediately if there would be any issues. Ok guys, so các bạn thủy thủ ơi, Phương Anh bây giờ trong cái video Phương Anh nghĩ nó cũng hơi dài rồi. Thì cái phần trong cái video đợt tới Phương Anh sẽ làm thêm về giống như là mấy cái phần purifier and boiler and compressor and pumps. Alright, I hope you guys had fun with these videos pronouncing it. I try my best to translate. Phương Anh cố gắng translate. Có một số cái Phương Anh dịch không có chính xác thì các bạn cũng du di cho Phương Anh nhé. Thì coi như là các bạn hiểu theo cái ý của các bạn trong cái chuyên ngành hàng hải. Còn cái này Phương Anh dịch theo cái... Phương Anh cố gắng cho dịch theo cho nó gần thôi. Don't forget to subscribe.
Don't forget to subscribe, like, and share my videos. And please comment. I love all of your comments. Phương Anh thích những cái comments của các bạn lắm. Gửi, if you have any questions, send me a personal message. Inbox me. I love to read all of your messages. All right, have a great day. Phương Anh chúc các bạn một ngày vui vẻ. Love you all. And I'll see you in the next video. Bye for now.